Bộ Công an Việt Nam vừa công bố kết luận điều tra trong đó nói rằng cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, trong khi các thành viên khác trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB để làm ngơ những sai phạm của ngân hàng do bà Trương Mỹ Lan thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thâu tóm. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an khi đưa ra kết luận điều tra về vụ án Vạn Thịnh Phát hôm 18 tháng 11, đề nghị truy tố 86 bị can về 7 tội danh, trong đó bà Nhàn, người đứng đầu cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng của ngân hàng nhà nước bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bản kết luận điều tra vụ án cho thấy số tiền bà Nhàn nhận từ ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn gọi tắt là SCB là số tiền hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Trong tổng số tiền tham ô của SCB 304.000 tỷ đồng cũng là số tiền tham nhũng lớn nhất trong lịch sử của các vụ án ngân hàng ở Việt Nam theo báo tuổi trẻ. Cơ quan điều tra của Bộ Công an hồi đầu tháng 10 nói rằng có hơn 42.000 nhà đầu tư là nạn nhân của vạn thịnh phát. Vụ án lừa đảo thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp được xem là có số lượng bị hại lớn nhất từ trước tới nay trong ngành ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch vạn thịnh phát bị công an bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái khi bị cáo buộc đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu gắn với một số công ty thành viên của vạn thịnh phát thông qua ngân hàng SCB. Trong kết luận của cơ quan điều tra đưa ra hôm 18 tháng 11, bà Lan bị truy tố các tội danh bao gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ.